Thế thì để làm bài tập chương này chúng ta cần phải nắm cho cô được cái gì? Thì chủ yếu của bài tập chương này đó là tìm hai đại lượng đặc trưng cho điện trường là cường độ điện trường và điện thế. Được chưa? Ở đây cô so sánh lại. Cường độ điện trường và điện thế giống nhau như thế nào và khác nhau như thế nào? Thì trong cái chương này chủ yếu chúng ta làm đi làm lại bài tập của hai cái đại lượng này thôi nhé. Thứ nhất, cường độ điện trường là một đại lượng vector. Còn điện thế là một đại lượng vô hướng có thể dương hoặc âm. Do khi làm bài tập tìm ra điện thế âm thì cũng đừng có hoang mang, nó có thể dương hoặc âm mà. Vậy đấy là khác nhau cơ bản giữa cường độ điện trường và điện thế nhé. Một thằng là vector, một thằng là vô hướng, mặc dù hai thằng cùng đặc trưng cho điện trường. Tiếp theo này, từ đó chúng ta làm bài toán riêng thứ nhất là tính cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra tại một điểm thì công thức cô dạy rồi. Và điện thế do một điện tích điểm gây ra tại một điểm. Hai thằng gần gần giống nhau đúng không? Bên này là vector E bằng KQ trên epsilon R bình vector R trên R. Thế còn về độ lớn thì E bằng K trị số tuyệt đối của Q trên epsilon R bình. Tức là chúng ta quan tâm đến độ lớn của nó thôi. Không quan tâm đến dấu nữa. Dấu nó như thế nào chúng ta chỉ cái biểu thức vector đó trên hình vẽ rồi. Trường hợp 2, với điện thế do một điện tích điểm gây ra tại một điểm thì V bằng KQ trên epsilon R. Thì đấy là thứ nhất phải nắm được cho cô nhé. Thứ hai là cường độ điện trường do một vật tích điện gây ra tại một điểm. Thì chúng ta phải chia vật đó thành các thành phần D mang điện rất nhỏ DQ và cường độ điện trường do một thằng DQ đó gây ra tuân theo công thức trên định luật ôm. KQ trên epsilon R bình vector R trên R nếu DQ là điện tích thứ một điện tích nhỏ xíu của cả cái vật tích điện đó. Được chưa? Thì đây là biểu thức vector. Thì sau khi viết viết biểu thức vector này thì suy ra vector E do cả vật nó gây ra phải bằng tích phân của tất cả các vector DE lấy theo toàn vật. Và để lấy được tích phân này thì các em phải chiếu biểu thức này lên trục tọa độ. Trục tọa độ ở đây là trục đối xứng để các em ra được độ lớn của E. Cái đấy là cái mà các em đừng có nhầm nhé. Cô sẽ đi lại rất rõ nhé. Thế còn đối với điện thế là một đại lượng vô hướng thì chúng ta cũng chia nó thành các vật tích điện rất nhỏ DQ và điện thế do vật đó gây ra là DV bằng K DQ trên epsilon R là một hằng số luôn, là một số luôn chứ không phải là vector nữa. Sau đó thì suy ra chúng ta lấy tích phân là xong. V bằng tích phân của DV lấy theo toàn vật không và từ đó lấy luôn độ lớn luôn, chúng ta không phải chiếu nữa vì nó là đại lượng vector. Nhớ nhá, khi làm bài tập là hai phần này, hai cái dạng bài tập này sinh viên rất hay nhầm đấy, rất hay nhầm. Phân biệt cho cô rất rõ nhá. Tiếp theo nữa là chúng ta gặp rất nhiều bài toán về mặt cầu tích điện. Thì cường độ điện trường do một mặt cầu tích điện gây ra tại một điểm ở trong quả cầu thì bằng không, còn ở ngoài quả cầu thì giống hệt như một điểm, một điện tích điểm đặt ở tâm của quả cầu bằng A trị số tuyệt đối của Q trên epsilon R bình. Phương chiều đi từ điện tích dương đi ra đúng không? Và đi vào điện tích âm. Còn ở điện thế thì điện thế ở ngoài tại mọi điểm ngoài mặt cầu thì bằng KQ trên epsilon R giống như một điện tích điểm. Còn điện thế tại mọi điểm bên trong quả cầu bằng nhau và chúng ta gọi đó là điện thế của quả cầu bằng KQ trên epsilon R lớn. Cái này là cái mà sinh viên rất hay nhầm nhá. Vì E bên trong bằng không dẫn đến điện thế bên trong là không đổi bằng điện thế của quả cầu. Như vậy bất kỳ một vật nào tích điện đều bản thân nó đã có điện thế luôn rồi. Thì đấy là cái khác nhau giữa điện thế và cường độ điện trường nhá. Và từ tính điện thế ở đó người ta đưa đến khái niệm công. Công của lực điện trường khi di chuyển điện tích điểm Q từ điểm M đến điểm N bằng bao nhiêu? Bằng Q nhân Vm trừ Vn. Được chưa? Q nhân Vm trừ Vn. Thì đấy là những kiến thức tối thiểu nhất các em cần phải nắm được để cô chữa bài tập chương 7 này. Được chưa? Bây giờ chúng ta rửa sách này, cô chữa bài tập chương 7. Bài tập số 1 không chữa, bài tập số 2 không chữa, 3 không chữa. Cô chữa sang bài tập số 4. Bài tập số 4 về nguyên tắc là giống gần giống với lại bài ví dụ cô đã chạy trên lớp.
Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm Q bằng 5 phần 3 nhân 10 mũ trừ 9 Coulomb đặt tại tâm ô của một nửa vòng dây tròn bán kính 5cm tích điện đều với điện tích Q bằng 3 nhân 10 mũ trừ 7 Coulomb đặt trong không khí. Đầu bài cho rất rõ như thế. Thế thì các em biết là cái ở đây bài toán là gì? Là chúng ta có một nửa vòng dây tích điện và đặt trong điện trường của nửa vòng dây này tích điện này một điện tích Q nữa, thì điện tích Q này sẽ bị điện trường của nửa vòng dây này sẽ tác dụng lực. Và hãy tính lực tác dụng đó có độ lớn vào phương chiều bằng bao nhiêu. Thế thì ở đây chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta thấy là bài toán này là một nửa vòng dây không phải là điện tích điểm. Do đó các em không dùng định luật Coulomb được. Định luật Coulomb chỉ đúng với điện tích điểm thôi. Cô dạy lý thuyết cô nói rất kỹ rồi. Do đó ở đây để áp dụng được định luật Coulomb thì chúng ta phải chia vòng dây này thành những phần... chia vòng dây này thành những phần mang điện rất nhỏ DQ. Ví dụ đây là cô chia thành một thằng DQ đây, đúng không? Và DQ này là điện tích điểm thì sẽ tác dụng lên điện tích Q để một lực tuân theo định luật Coulomb. Đây là DQ các em nhé. Đó là hai thằng này tích điện cùng dấu thì nó đẩy nhau. Như vậy DQ sẽ đẩy điện tích Q một lực DF tuân theo định luật Coulomb. Thì đấy là hình vẽ nhé. Đấy. Thế còn về gì? Về độ lớn, DF bằng bao nhiêu? Thì ở đây tuân theo định luật Coulomb, DF nó này bằng KQ, DQ trên R bình, epsilon nó này bằng 1 vì đặt trong chân thông. KQ, DQ trên R bình. Được chưa? Thế hỏi là lực tổng do nửa vòng dây này tác dụng lên Q sẽ bằng bao nhiêu? Thì như các em đã biết, nếu bên này có một thằng DQ thì đối xứng bên này cũng có một thằng DQ. Thằng DQ này cũng gây ra một vector DF hoàn toàn đối xứng với thằng DQ này, luôn luôn có hai cặp đối xứng với nhau, gây ra hai các vector, một cặp vector là đối xứng nhau. Thế thì như vậy thì lực do DQ bên này và DQ bên này tác dụng lên Q này đối xứng nhau, do đó tổng hai vector này nó sẽ nằm trên trục OX, từng thằng nối trung tâm nó ra như thế này, trục OX thì như thế này. Nhá. Do đó bước thứ hai là chúng ta phải chiếu cái biểu thức vector DF này này lên cái trục OX là cùng chiều với chiều của vector F tổng này này. Để chúng ta ra được vô hướng. Được chưa? Thì đây là biểu thức vector phải chiếu lên tọa độ, chiếu lên trục OX gì. Thì chúng ta có độ lớn của F bằng tích phân theo toàn bộ vòng dây của DF nhân với cos alpha. Chiếu xuống đây thì góc này giả sử là góc alpha. Thế DF bằng có độ lớn bằng KQDQ trên R bình, còn cos alpha thì góc này là góc alpha. Góc này là góc alpha, đúng không? Cos alpha nữa. Vậy trong trường hợp này chúng ta thấy chúng ta có bao nhiêu biến chạy này? DQ chạy này, alpha chạy theo. Như vậy bài này có hai biến chạy. Và các em phải đưa hai biến này về một biến cho cô bằng cách nào? Bằng cách thì hôm trước cô đã hướng dẫn các em cách hợp rồi. Nếu như cả cái nửa vòng dây này có cái góc ở tâm của nó là bao nhiêu các em, là 1π, thì ứng với điện tích ở đây là DQ. Vậy thì cả cái vòng dây này, một nửa vòng dây này sẽ có điện tích là bao nhiêu? Sẽ nhá. Thế thì ở đây chúng ta có này, cái góc ở tâm này này, cái góc ở tâm này bằng π này. Cái góc ở tâm bằng π này. Thì ứng với cả cái nửa vòng dây này tích điện là Q theo đồ bàn người ta cho. Vậy nếu góc ở tâm ở đây là d alpha, alpha đây thì nếu ở đây là d alpha thì nó sẽ mang một điện tích là DQ. Vậy các em lập tỉ số, các em sẽ ra ngay được là DQ bằng Q lớn D alpha trên pi. Và các em thay DQ vào đây thì các em thấy là còn một ẩn dấu alpha thôi. Và alpha lúc này là có sẽ chạy từ bao nhiêu? Chạy từ 0 cho đến, từ trừ pi cho đến pi, từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Vì nếu nó chạy 1 phần 4 trên này nó là pi trên 2, còn chạy 1 phần 4 dưới này nó lại trừ pi trên 2. Như vậy nó bằng tổng của hai cái điện tích phân này cộng lại. Ra được ngay cường độ điện trường, lực tác dụng nhé. Như vậy bài tập số 4 này các em thấy hoàn toàn giống ví dụ cô đã dạy trên lớp. Chưa? Em nghỉ giải lao một chút mấy phút nhé. Chữa bài tập mệt. Nghỉ mấy phút xong rồi học tiếp. Nghỉ 15 phút. Tính vector cường độ điện trường E. Thì đây tính lực thì cũng tuân theo định luật Coulomb giống như vậy thôi nhé.
chia nhỏ và lấy tích phân. Khi mà lấy tích phân của một vật tích kiện này thì chúng ta phải chiếu biểu thức vector này lên trục tọa độ. Trục tọa độ ở đây chúng ta chọn bao giờ cũng là bài toán có tính chất đối xứng hai bên. Sau đó chúng ta chiếu lên trục tọa độ đối xứng này thì vector f mà chiếu lên trục tọa độ của nó thì chính là bằng nó. Còn vector df mà chiếu lên trục tọa độ ở đây thì bằng df nhân với cos alpha, được không? Trong đó góc alpha này chạy thì chúng ta biến đổi góc biến đổi các cái biến dq theo alpha bằng cách là khi alpha bằng pi thì cả cái thằng này tích điện là q, như vậy alpha lúc này là d alpha thôi thì thằng này tích điện là dq thôi, kem lập tỉ số kem ra được dq bằng q d alpha trên pi. Sau đó kem thay tất cả theo alpha và kem lấy tích phân của theo cos alpha. Cos alpha trong trường hợp đấy, cos alpha nếu chạy 1/4 góc bên này thì nó sẽ chạy từ 0 cho đến pi trên 2. Vậy còn 1/4 cái còn lại thì nó sẽ chạy từ trừ pi trên 2 đến 0. Như vậy thế cận từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Thì đây là bài khó nhất của trong phần này. Đó là bài số 4 này. Được chưa? Bài số 5 là bài cô đã chữa trên lớp ví dụ. Cô không chữa nữa. Bài số 5 cô đã chữa trên lớp ví dụ nhá, cô không chữa nữa. Bài số 6 không thi, bài số 7 không thi, cô bỏ luôn, cô chữa sang bài tập số 8. Bài tập số 8. Đầu bài cho như sau, hai điện tích điểm Q1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb và Q2 là 10 mũ trừ 6 coulomb, như vậy một thằng tích điện dương và một thằng tích điện âm. Q1 dương, Q2 âm, đúng không? Hai thằng này đặt cách nhau 10 cm. 10 cm. Tính công của lực tĩnh điện khi di chuyển Q2, khi điện tích Q2 dịch chuyển trên đường thẳng nối hai điện tích đó ra xa thêm một đoạn 90 cm. Như vậy lúc đầu Q2 đặt cách Q1 một khoảng 10 cm và sau đó thì Q1 sẽ đẩy Q2 làm cho Q2 dịch chuyển thêm 90 cm, tức là ra xa Q1 một khoảng là 100 cm. Như vậy nếu cô ký hiệu vị trí ban đầu là R1 bằng 10 cm, R2 là 100 cm thì hãy công của lực do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển từ R1 đến R2, tức là từ quá trình công của lực đó trong quá trình dịch chuyển từ R1 đến R2 cô gọi là A12. Được chưa? Thế thì bài này các em áp dụng tính công của lực điện trường, lúc này lực điện trường do thằng nào gây ra thì phải chú ý phân tích cho cô rất rõ nhé. Thì đây là công của lực điện trường do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển. Vậy thì theo định nghĩa chúng ta có A làm cho Q2 di chuyển từ R1 đến R2 này sẽ phải bằng là Q2 nhân với nhá. Công của lực điện trường do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển từ R1 đến R2 là bằng là Q2 nhân với V1 trừ V2. Trong đó V1 là điện thế do Q1 gây ra tại vị trí R1 và V2 là điện thế do Q1 gây ra tại vị trí R2. Rất là rõ như vậy nhé. V1 là điện thế tại điểm R1, V2 là điện thế tại R2 do Q1 gây ra. Thế thì Q1 lúc này là một điện tích điểm thì điện thế do một điện tích điểm gây ra chúng ta vừa học rồi thì sẽ bằng là k Q1 trên epsilon R1, còn V tại vị trí 2 sẽ bằng k Q1 trên epsilon R2. Ở đây không nói gì cả, tức là epsilon bằng 1 đặt trong không khí, epsilon bằng 1 nên cô không biết epsilon, cô biết là k Q1 trên R1 và V2 cô biết là k Q1 trên R2. Em thay số vào là xong. Rất là rõ các em nhá, bài tập số 8. Bài tập số 9 không thi, cô bỏ luôn. Bài tập số 10 chính là ví dụ trên lớp cô đã chữa rồi, cô cũng không chữa nữa. Em chú ý nhé, cô không chữa đi chữa lại nhiều nữa. Một vòng dây tích điện đấy, tình điện thế do nó gây ra tại tâm vòng dây và tại điểm nằm trên trục vòng dây cách cách tâm vòng dây một khoảng là H. Bài số 10 nhá, có thi nhưng cô đã ví dụ trên lớp rồi, cô chữa rồi, cô không chữa nữa nhá. Em xem lại, cô đã gửi slide cho các em rồi. Bài tập số 11 không thi, cô bỏ luôn. Bài tập số 12 không thi, cô cũng bỏ luôn nhé. Bài tập số 13 cô lấy ví dụ trên lớp rồi, cô cũng không chữa nữa. Bây giờ cô chữa sang bài tập số 14. Có rất là ít bài thôi các em nhé. Bài tập số 14.
Hai điện tích điểm cùng dấu Q1 bằng 10 mũ trừ 7 coulomb và Q2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. Như vậy là hai thằng này cùng tích điện dương. Q1 dương, Q2 dương. Đúng không? Đặt cách nhau một khoảng R1 bằng 0,8 mét. Lúc đầu hai thằng đặt cách nhau khoảng R1 bằng 0,8 mét. Tìm công cần thực hiện để đưa hai điện tích tới lại gần nhau một khoảng R2 bằng 0,2 mét. Được chưa? Như vậy đây chúng ta có rất rõ này, hai thằng này đang tích điện cùng dấu này. Lúc đầu đặt cách nhau một khoảng R1 bằng 0,8 mét. Sau đó thì chúng ta phải sinh một cái công để đưa Q2 lại gần Q1 và cách Q1 một khoảng 0,2 mét. Vậy công cần thực hiện bằng bao nhiêu để đưa Q2 lại gần Q1, cách Q1 một khoảng là R2 bằng 0,2 mét. Thế thì ở đây chúng ta chỉ có công lý thuyết trên lớp là công của lực điện trường do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển từ khoảng cách R1 bằng 0,8 mét đến R2 bằng 0,2 mét bằng bao nhiêu. Thì đó là giống như bài vừa rồi là bài số 8 cô đã chữa. Đó là công của lực điện trường do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển từ R1 đến R2. Thì các em sẽ có là A sẽ bằng là Q2 nhân với V1 trừ V2. Chú ý cho cô rất rõ nhé. Trong đó V1 là điện thế tại R1 và V2 là điện thế tại R2 do Q1 gây ra làm Q2 di chuyển. Thế thì khi đó chúng ta có Q1 thì V1 thì bằng K Q1 trên R1. V2 bằng K Q1 trên R2 do Q1 gây ra tại R2 mà. Em tính ra cho cô. Cái này bằng bao nhiêu? Và rõ ràng R1 lúc này là 0,8, R2 lúc này là 0,2. Thì rõ ràng trong trường hợp này các em thay số vào, các em sẽ thấy công này có giá trị âm. Công âm là vì sao? Công âm là vì lúc này lực điện trường sinh công cản. Vì hai thằng này tích điện cùng dấu thì chúng phải đẩy nhau chứ làm sao có chuyện chúng hút nhau được. Đưa lại gần tức là không phải, đúng không? Vậy chúng phải đẩy nhau. Do đó để đưa Q2 lại gần Q1 thì chúng ta phải sinh một cái công. Và công của chúng ta sinh ra về độ lớn chính bằng công của lực điện trường. Như vậy là công cần thực hiện làm Q2 di chuyển từ R1 đến R2 là bằng là trừ A12. Còn A12 lúc này em thay số và có giá trị âm. Thì như vậy nó là công của lực cản. Nhá. Và công cần thực hiện lúc này sẽ có độ lớn bằng công của lực cản nhưng trái dấu, như vậy nó phải bằng trừ A12. Và có độ lớn bằng bao nhiêu đấy, các em thay số ở trên vào. Được chưa? Đấy là bài số 14 rất rõ như thế nhé. Cô giải thích rất rõ. Bài số 15 cô cũng chữa ví dụ trên lớp rồi. Cô không chữa lại nữa. Các em xem slide cô đã gửi đến tận tay các em rồi nhé. Bây giờ cô chữa sang bài số 16. Từ bài 16 cô để trên bảng. Một electron chuyển động trong điện trường đều có gia tốc là 10 mũ 12 m trên giây bình phương. Có gia tốc thì theo được luật 2 Newton, các em có F bằng MA, các em sẽ tìm được lực điện trường có độ lớn là bao nhiêu đấy, đúng không? Tìm cái thứ nhất A nhỏ cường độ điện trường. B nhỏ vận tốc của electron sau 10 mũ trừ 6 giây chuyển động cho vận tốc ban đầu bằng 0. C nhỏ công của lực điện trường trong khoảng thời gian đó. Và D nhỏ hiệu điện thế mà electron vượt qua trong thời gian đó, bỏ qua trọng lực. Đầu bài cho rất đầy đủ, đúng không? Thế thì bài này rất đơn giản này. Khối lượng của electron cho rồi các em nhé. Nó là 9,1 10 mũ trừ 31. Các em không phải nhớ, trong đề thi nó sẽ cho các em. Các em có gia tốc chuyển động của nó. Như vậy các em sẽ có ngay được lực tác dụng. Lực điện trường tác dụng lên nó làm cho nó chuyển động với gia tốc A. Thì F bằng M như A. Theo điều 2 Newton. Biết được lực điện trường tác dụng rồi thì có tính được cường độ điện trường tác dụng lên nó không? Thì theo định nghĩa E, cường độ điện trường E bằng F trên Q. Q ở đây là E, E nhỏ, tức là điện tích của electron. Như vậy E bằng F trên E nhỏ. E nhỏ ở đây ký hiệu là điện tích của electron là 1,6 nhân 10 trừ 19 đấy. F ở trên rồi, E biết rồi. Tìm ngay được cường độ điện trường. Câu A. Câu B. Vận tốc của electron sau khi đi được 10 mũ trừ 6 giây cho vận tốc ban đầu bằng 0. Có gia tốc A rồi. Vậy thì các em thấy chúng ta dùng phương trình chuyển động thôi là gì nào?
Có gia tốc A, có vận tốc, có thời gian, có vận tốc ban đầu. Vậy thì tìm vận tốc của nó lúc sau là V bằng V0 cộng AT. V0 bằng 0, A cho rồi, A tìm được rồi và T là 14 trừ 6 giây. Thay số vào là xong. Phương trình chuyển động. Câu C, công của lực điện trường bằng bao nhiêu là đơn giản nhất? Lúc này lực điện trường sinh công của ngoại lực. Như vậy chúng ta dùng định lý biến thiên động năng, công của ngoại lực lúc này là công của lực điện trường bằng độ biến thiên động năng sau trừ động năng trước. Động năng sau là vận tốc sau đây, động năng trước là vận tốc ban đầu bằng 0 đây. Em ra được công của lực điện trường. Và câu tiếp theo là tìm hiệu điện thế thì chúng ta có là E nhân U thì bằng công của lực điện trường bằng Q nhân U đấy. Q lúc này chính là điện tích của electron là E. Chúng ta vừa nói rồi, A12 bằng Q nhân V1 trừ V2, V1 trừ V2 chính là U. Đúng không? Thì đây hỏi thẳng U luôn. Như vậy công A thì bằng Q nhân U, Q này là điện tích của electron, chúng ta ký hiệu là E, như vậy bằng E nhân U, từ đó suy ra được hiệu điện thế tăng tốc. Được chưa? Rất là rõ nhá. Thì đó là một số bài ở chương trường tĩnh điện cô đã chữa hết rồi, bài nào cô bỏ thì cô bảo bỏ, còn một số bài cô đã chữa ví dụ trên lớp rồi thì trong slide đã có rồi nên cô không chữa lại nữa nhá. Thì đó là chương thứ nhất, chương 7, trường tĩnh điện. Như vậy tóm lại trong chương 7 các em thấy chúng ta chỉ học cái gì? Chúng ta chỉ tính cường độ điện trường và điện thế. Từ điện thế thì chúng ta tính đến công, đúng không? Từ điện thế chúng ta tính đến công nhá, theo công thức này. Như vậy quanh đi quẩn lại của chương 7 chỉ là cường độ điện trường và điện thế, từ đó suy ra công. Rất rõ đúng không nào? Bây giờ cô chuyển sang bài tập chương 8 là chương vật dẫn.